Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Nhà thờ Hà Đông của chúng con hôm nay rất hân hoan vui mừng khi được các quý cha, quý sơ, quý dì, quý tu sĩ, anh em thường vụ, anh em phụ trách các đoàn thể, các nhóm, quý thầy đến với giáo xứ chúng con trong dịp trọng đại hôm nay, khi chúng ta cùng nhau tất niên kết thúc một năm với sinh hoạt trong giáo hạt. Chúng ta dâng lên Chúa những nỗ lực, những cố gắng của mỗi người góp phần trong việc kiến tạo giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Xin Chúa đổ tràn đầy phúc lành trên tình thân nơi mỗi người chúng con, để chúng con cùng nắm tay nhau để xây dựng hội thánh nơi đây một cách tốt đẹp. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối để cử hành mầu nhiệm thánh. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trọng kính cha Hạ Trường, cha Nguyên Hạ Trường, quý cha, quý cụ, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ công bà, cách đặc biệt các quý chức. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta hiện diện nhau nơi đây để tạ ơn, đó là một cái nghĩa cử rất cao đẹp. Hãy tạ ơn Chúa
vì muôn ngàn đời Chúa đã chọn tình thương. Chủ nhật vừa rồi con và với cha Nguyên Hạc Trường đi tham dự cái giờ chầu và các phần sinh hoạt của các em khuyết tật. Cha Nguyên Hạc Trường quay qua con và ngài nói rằng: anh em mình phải tạ ơn Chúa, nếu không thì bây giờ nếu mà mình là giống như những cái em khuyết tật này, mình sẽ thiệt thòi cỡ nào. Khi con nghe cha Hà Trường vừa rồi ngài kể lại những cái sinh hoạt của giáo hạt, ngài nói đến giáo xứ Hợp An cái bánh chưng thực sự của người công tàng, có lẽ con biết ơn ông chủ tịch lắm. Ông chủ tịch xứ con là cái người mà đã động viên con, bỏ con mạnh dạn lên, và ông còn có lẽ là chi tiêu gần hết cho cái cuộc quả bánh trưng này. Có lẽ con xin cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn vỗ tay cảm ơn ông chủ tịch giúp con. Ông hy sinh cho con rất nhiều. Không phải để con ra đây con khen người ông, không phải. Nhưng nếu không có những con người can đảm hy sinh dấn thân như vậy, con không làm được. Và nếu vậy thì cuộc đời như cha Nguyên Hạt Trưởng nhắc nhở con cũng giống như tất cả những cái gì chúng ta thông báo, nó là cái gì nếu không có ơn Chúa. Với những sinh hoạt của mỗi giáo xứ có khác nhau, nhưng có một điều con muốn thưa, cái tâm tình mà chúng ta hãy để ý. Gần 3 tháng qua báo chí nói rất nhiều, đó là Tổng thống Donald Trump. Và trong ngày nhận chức của ông thì chính Đức Thánh Cha đã gửi cho ông một lá thư. Ngài chúc mừng ông, chúc mừng đất nước ông, chúc mừng những người cộng tác với ông, làm sao để cho đất nước được tiếp tục phát triển và mục thước được phát triển không phải là kinh tế, không phải là súng đạn, không phải là cái này cái kia, mà làm cho con ngạc nhiên, đó là sự quan tâm, yêu thương đến người nghèo. Đức Thánh Cha ngài nói đấy, cái mực thước mà được định lượng đó là quan tâm đến người nghèo, những người bất hạnh và những người di dân. Thực sự khoảng 2 tuần qua con thấy xứ nào, hội đoàn nào cũng vậy, cũng có những phần quà dành cho những người kém may mắn. Chắc chắn đối với chúng ta cái phần quà đấy nó không có giá trị gì, nhưng đối với những người kém may mắn họ vui lắm, họ rất vui, họ rất hạnh phúc khi mà những món quà họ mang trên tay với một cái nụ cười rất mãn nguyện, nếu không phải là tấm lòng quảng đại của biết bao nhiêu con người đã dành cho họ. Và đối với anh em linh mục chúng con cũng vậy, chúng con cũng chẳng làm gì được nếu không có hội đồng phục vụ, đặc biệt nơi ban thường vụ là những người cộng tác tích cực để chăm sóc cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Con nhớ có một lần cha Chánh Xứ Nữ Vương Hòa Bình ngài nói một câu con suy nghĩ: anh em linh mục chúng con đâu có cần khoảng 80 triệu để rồi mang một cái canh bận bị suy tim hay là bị cái gì đâu. Có lẽ trong mỗi người chúng ta đây không ai cần một cái món quà để rồi mình có thể là đau chân, có thể là mất tay mất chân. Con tin chắc không ai muốn. Nên chúng ta hạnh phúc khi mà chúng ta được phục vụ người khác, và chính vị cha chung của giáo hội đã mời gọi chúng ta hãy định lượng lại giáo xứ của chúng ta qua việc quan tâm đến người nghèo. Và chính mỗi sinh hoạt của giáo xứ nó làm nổi bật lên một sự quan tâm mà chính Đức Kitô ngài đang mời gọi chúng ta là một người Samaria nhân hậu, luôn luôn biết băng bó vết thương của những người nghèo. Vậy tất cả chúng ta hãy để cho lời Chúa của bài Tin Mừng hôm nay
khi chúng ta làm được cái gì? Đó là bà Isabel đã ngợi khen mẹ Maria. Mẹ Maria lại thốt lên: linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Tất cả trong giây phút này, có lẽ chúng ta cùng với mẹ Maria tạ ơn Chúa. Bởi vì chúng ta có được cái gì? Đó là chính Chúa đã làm